Bê. Nằm bên tay ní rồi. Rồi bà con, tâm mình rất đau. Đó, khó mình hôn rồi. Ôi dồi ôi. Anh Nhiên bị chuột cắm này. Bơi đi, bơi đi. Ý, đó, đó, đó. Em lại đi, quay, quay. Bơi đi, bơi đi. Mình lại quay đó, mình lại quay đó. Đừng, đừng. Đuôi đi. Mồm đi, mồm đi, mồm đi. Mất đuôi là mất nghìn á, kẹo mán chơi đuôi, mất kẹo mán chơi nè. Cái này lên kẹo đuôi, đuôi. Ê, đi, ngửi đi. Đuôi thế. Con ạ, chích đuôi chứ. Chích đuôi á. Bỏ răng đi. Cầm nó. Lên tật tay đây. Lên là cái bí. Rồi. Lên tật tay đây. Bảy. Thôi được rồi. Thôi. Một răng, gãy một răng được á. Cầm con đi, tụi bé. Để đi, mua bà đi. Đang ta biết là gần Tết rồi nữa. Mình lèo thôi. Chết. Mau đi, mau. Chết chết thế nặng. Bắt tinh đây, bùm à. Bắt. Bắt mau, con cầm tao đi, địp mẹ. Đất đuối. Anh đi, con này. Đất đuối đó. Con này. Tan bác con phải chạy. Hát con tao, con tao. Bắt từ từ đi. Đây, con đi. Đi, con nữa. Đây, bi ai. Con đi, bà con mở con bà. Đừng còn hai con mấy. Ủa, con này to nè. Đi câu. Ôi, ơi tông chắc đừng còn con nữa. Con nữa, con nữa, đừng còn nữa. Con nữa. Đây, lùa đây. Chứ người tay muốn còn. Cày cày bới, cày bới. Con này nhỉ? Cày vừa vừa thôi. Cày từ từ. Đang có sượt đuôi thế. Ủa, sẽ cày đi, cày ra hết, cày đi, cày ra hết. Cày 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 từ từ thôi. Ở một tay. Lôi ra, nằm lôi ra. Là tôi lôi thằng cầm. Cày. Dứa dứa. Lên lên lên. Sượt hết đuôi rồi. Lồng sượt hết đuôi rồi. Cày. Đó đó. Cày cày nhá. Chúng mẹ con này. Con đi xong này. Đuôi này, đuôi này. Ở nhà lưới đừng còn mấy chục đuôi tê à. Tê. Đừng còn con à. Mặt. Con. Đuôi, nhiều quá. Thêm lại bứt. Rồi, chú Thiên, chào 500 anh em. Đây là đầu bếp. Đầu bếp hôm nay đi đào chuột về. Hôm nay đào chuột về đây, chuột đây. Về về anh em đang chuẩn bị làm đây. Em cũng mới đi bắt về đây, chân đang còn như chân tru đây. Mọi người thấy hay thì vào like và comment phía bên dưới và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhá. Đây chuột đã thu xong rồi nha các bác. Bây giờ cắt chặt cắt đầu rồi đưa vào chặt nhỏ ra để nấu nha. Không cắt được. Không cắt được. Cầm lên.
anh vô bình luận ván hỏi liền. Và anh đấy. Bây giờ đảo lên nó khô nhá, đảo nó khô. Nó khô chết dơ luôn. Chứ không đi làm được. Còn được bố nữa. Thằng bên này. Thằng bố nữa. Thằng Quỳnh. Thằng bố nữa. Đang còn thằng này ủng hú. Nhà xa nhất. Cho thằng về tắm nữa. Kẹp lá mơ thế đồ bố nữa nhỉ. À. Kẹp miệng thôi. Lá mơ rồi thơm mô. Mà ăn không mời à? Mời tất cả mọi người nhá. Lạt vãi. Lạt còn thế. Ăn đi. Ngon không? Đầu bếp. Ngon không? Ngon. Ngon ngon mấy. Ăn đi rồi ngại chứ thế này. Tao uống nhờ mồm mới ron đi. Anh Thiên thấy dơi tai to như tay chuột chưa? Rồi, còn dơi thì tóc chuột. Người chim. Anh Thiên thấy tay chuột lột tay dơi bằng tay chuột chưa? Thấy không? Con dơi không nhận gì sao thật á. Tóc chuột, người chim. Thầy mơ mà dơi bay từ nhà đi. Mày tắt một con. Đợi dơ mình không. Tóc chuột mà là người chim. Và mình sẽ nhìn clip tại đây nhá. Mọi người thấy hay thì vào like và đăng ký kênh ủng hộ cho em nhá. Cảm ơn mọi người nhá.